Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review tai nghe của Sonlong Media. Tai nghe RHA-T20 là chiếc tai nghe in-ear Hi-Res của hãng RHA, ứng dụng công nghệ màng loa dual coil mang nền âm thanh có độ trung thực cao cùng khả năng chống ồn hiệu quả. Đây là công nghệ màng loa với hai cuộn cảm đồng tâm độc đáo cho hiệu năng tốt hơn so với các loa thông thường ở độ phân giải, độ rõ nét và chi tiết. Đầu tiên là chiếc hộp bìa màu xanh trắng giống như các tai nghe trong series. Tông màu này nhìn rất thanh nhã, lịch sự và sang trọng. Mặt trước để lộ hình ảnh tai nghe tương tự như chiếc MA750. Bên trong có rất nhiều phụ kiện đi kèm đặt trên khay bằng kim loại phai xước, gồm một loạt các đệm tai nghe silicone với 3 kiểu thiết kế và nhiều kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn, RHA-T20 còn đi kèm với hai cặp bộ filter với chức năng tăng cường âm bass hoặc treble. Bên dưới chúng ta có thể thấy thêm một ví kéo khóa dạng bao da của hãng RHA trông rất đẹp. Tiên là về thiết kế của T20 cho cảm giác khá thể thao với móc đeo qua vành tai, dù có lẽ nó không được làm ra để vừa chạy bộ và vừa nghe nhạc. Thật ra phần lõi móc đeo tai nghe có thể uốn cong được theo nhiều hình dạng để phù hợp với mỗi người. Chúng ta có thể bẻ cong nó nhưng dường như không hoàn toàn dẻo mà có thêm một số sợi kim loại đứt khúc ở bên trong. Ngay bên dưới chúng ta có housing đúc bằng thép không gỉ tương tự như những người tiền nhiệm của T20 là T10 hoặc T10i. Phần housing ép lại từ hai mảnh tạo thành hình dáng giống như chiếc tù và bằng thép. Mặt bên ngoài có logo RHA được khắc laser và bên cạnh đó là lỗ thoát âm được bọc lại bằng lưới kim loại. Tất cả một tổng thể nhìn rất chắc chắn, không nặng nhưng cầm khá đầm tay. Bên dưới là vấu chập hai dây thành một hình trụ tròn bằng kim loại với thiết kế khá tinh xảo. Phần dây tai nghe bên dưới có kích thước to hơn so với những mẫu tai nghe khác và trong thời gian sử dụng để bị hiện tượng như tiếng bụp bụp do dây. Điều này chứng tỏ khả năng tán lực của dây hoạt động khá tốt. Đó là một điểm cộng dành cho T20. Về phần dây trên tai nghe, sử dụng toàn bộ phần bọc bằng cao su giúp tai nghe có thể vo gọn gàng dễ dàng trong túi đựng. Rắc cắm 3.5mm được mạ vàng, phần chuôi cắm cũng được hoàn thiện kim loại khá tinh xảo. Rắc tai nghe giống như dòng RHA MA750, MA650, được gia cố thêm phần lò xo bảo vệ phần chân rắc chống gãy gập. Với dạng rắc thẳng, tai nghe dễ dàng cắm vào các điện thoại, máy nghe nhạc, PC hay laptop. Đối với phần chất âm, đây là điều mà rất nhiều bạn quan tâm. RHA T20 là một trong những tai nghe có thể thay đổi chất âm tốt với các ống dẫn âm khác nhau. Khi cắm ống màu đen sẽ tăng bass, cắm ống màu xám sẽ cho chất âm cân bằng nhất, khi cắm ống màu cam thì sẽ tăng treble. Để đánh giá chất âm của T20, mình sử dụng ống filter noise màu xám, nguồn phát lossless chuẩn Wave trên máy iPhone 6S để các bạn có cái nhìn tổng quát hơn khi lựa chọn thiết bị đầu phát. Về vừa giải bass, RHA T20 có một chất bass giàu năng lượng, khá cân bằng, đủ độ, độ sâu giải bass vừa phải, tốc độ tốt, tạo cảm giác nảy rất đúng tính chất của nó. Với tiếng trống chân thực cực kỳ nổi tiếng như bản nhạc Hotel California, những âm trống tay trong các bản nhạc ra cũng có thể tạo nên một âm bass nảy và tròn trịa trong nền nhạc. Tóm lại, đây là một giải bass đẹp, thanh lịch và nhẹ nhàng. Với giải mid, khi đeo tai nghe lên các bạn có thể cảm nhận một giải trung rất nổi bật. Âm trung T20 mang hơi hướng sáng, mộc và ít ngọt. Điều này làm cho một số bản vocal giọng cao hoặc các bản instrument có cảm giác hơi gai và chói gắt ở phần cao. Tuy nhiên, độ chi tiết của T20 lại vô cùng tốt. Giọng nữ ca sĩ tiếng vang rõ từng chữ, từng tiếng và không hề bị che mờ bởi bất cứ một tạp âm nào. Độ phân chia âm hơi và âm giọng rất vừa phải nên giọng ca sĩ không hề bị khô khan hoặc quá bay bổng. Ngay cả với những bản nhạc classic cần sự tách bạch trong các nhạc cụ trong một không gian lớn, chiếc tai nghe này hoàn toàn có thể phô diễn từng chi tiết nhỏ trong dàn nhạc. Với dòng nhạc EDM, ra hay ballad, một giải âm có độ chính xác cao như vậy sẽ làm cho âm thanh trở nên sống động hơn. Tiếp tục ở giải treble, lượng treble của T20 nằm ở mức trung bình khá, treble được vừa phải, không hề sáng chói mà lung linh, hơi đầm và dày dặn. Có thể dùng filter màu cam nếu các bạn muốn một giải treble giàu nội lực hơn nữa. Khi nghe lâu ở giải âm này, các bạn sẽ cảm thấy âm thanh như ở rất gần và bao trùm lấy người nghe. Cuối cùng là về âm trường, RHA T20 có âm trường rộng. Khi đeo T20, chắc chắn bạn sẽ không còn cảm giác âm nhạc bị giới hạn bởi bất cứ bức tường nào. Âm nhạc tự nhiên chơi trong không gian rộng rãi và thoải mái. Chất âm tai nghe T20 mỗi giải đầy đặn và tỏa sáng với giải bass đủ lượng và punchy, mid sáng và cân bằng, treble dồi dào năng lượng và trên hết là độ chi tiết cao cùng với âm trường rộng rãi. Kèm theo đó là khả năng thay đổi chất âm hoàn hảo từ việc thay ống dẫn âm cũng như nguồn phát. Với mình, T20 thực sự là một chiếc tai nghe chất lượng ở phân khúc trên 4 triệu đồng. Để trải nghiệm âm thanh của chiếc tai nghe RHA T20 đầu bảng, các bạn có thể đến các showroom gần nhất của bên mình hoặc liên hệ với hotline để được tư vấn. Nếu thấy clip bổ ích, các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe và rung chuông ở bên dưới để trở thành người đầu tiên nhận được clip khi có thông báo mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.